Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2020. Hôm nay bắt đầu vào mùa câu. Tôi chuẩn bị làm một số mồi. Và từ đây tới 1-2 tháng tới thì chắc chỉ làm những cái video về câu cá. Thì hy vọng giúp ích được các bạn nào đó một phần nào trong vấn đề câu cá. Có thể các bạn đã biết rồi hoặc có thể chưa, nhưng đây là những cái kỹ thuật hoặc là những cách làm về câu cá của tôi. Trước hết thì hôm nay tôi muốn làm một cái mồi nó rất là nhỏ, đại khái nó giống như thế này. Không biết làm thế nào để mọi người thấy cho rõ. Đấy, nó là như thế này. Nhỏ tí vậy thôi. Nếu người nào hiểu về lưỡi câu thì chắc có thể biết cái lưỡi câu này tôi đang xài, nó là size 14. Đấy. Model 16 nhưng mà size 14, size 14 tức là 14 cái lưỡi câu này xếp bằng với nhau thì sẽ được 1 inch, thì nó rất là nhỏ. Và cái hộp bi thì dùng cái 2.8 mm và hoặc là 7,64 inches, tương tự bi. Và chỉ thì tôi dùng cái Daniel 210. Đó, 210. Và dây đồng thì tôi dùng Ultra Wide Small Copper. Thì khởi đầu thì cái việc có lẽ là tôi lớn tuổi rồi, cho nên cái việc mà khó nhất đó là cái mà sọ cái lưỡi câu vào cái hột bi này. Hột bi này nếu mà mình mà nhìn kỹ thì nó sẽ có hai mặt nhá, mặt trước này này này, không biết khó thấy không, thì cái lỗ nó nhỏ hơn, và mặt sau thì cái lỗ nó lớn hơn. Này chắc cũng các bạn coi cũng chẳng khó phân biệt được. Đó, cái này là cái mặt sau. Thì mình xỏ vào cái mặt cái lỗ nhỏ vào trước thì cái mặt sau nó to, nó sẽ truyền qua được cái ngạnh của lưỡi câu dễ dàng hơn. Chứ còn nếu mà mình mà truyền vào cái lỗ to trước còn cái lỗ nhỏ nó sau á, thì nó sẽ khó mà đi qua cái ngạnh của cái lưỡi câu được. Đó. Khi làm xong thì nó sẽ ra như thế này. Và cái bi này là cái bi màu pink, half pink, là màu hồng, là hồng tươi đó. Đó. Hiện tại thì nó rất là nhỏ. Để tôi coi so sánh cái gì cho các bạn có thấy nó nhỏ như thế nào. Ngón tay út rồi chẳng hạn. Đấy, nó bé tí à. Nhưng mà ngược lại thì nó sẽ câu được những con cá rất là to. Và cái mồi này của tôi làm thì nó gọi là cái zebra. Sở dĩ có cái từ zebra là cái con mà con ngựa vằn đó. Khi mình làm xong nó có cái vằn vằn giống như ngựa vằn. Và cái biểu tượng của con này nó giống giống như đại khái là con mỗi hoặc là con cung quăng hoặc là những con giun bé bé nọ kia đang trôi lềnh bềnh dưới nước và con cá nó sẽ ăn. Và loại cá mà tôi cố tình đi câu vào cái mùa này nó gọi là cá hồi, thì chắc các bạn đã biết cá hồi như thế nào. Nó rất là to,
chừng 5-7 kg, có con cả chục ký. Rồi bắt đầu thì tôi quấn chung vài vòng để giữ cái sợi dây chỉ đe trở lại, cắt cái đầu nó đi. Sau đó úp chưa giữ được sợi dây đồng này. Quấn vài vòng nó lại cho nó giữ sợi dây chỉ trước, rồi mình bắt đầu cắt cái đầu sợi dây chỉ đi. Và quấn tiếp tục cho đến khi nó xuống tận cái chỗ vòng cong của cái lưỡi câu. Đó. Thì như vậy chúng ta được, chúng ta quấn ngược lại. Lên tới trên rồi lại quấn ngược lại. Cái mục đích chính của quấn đi quấn lại như vậy để làm cho cái thân hình nó to hơn cái đuôi nhá. Tại vì mấy cái con trùng đó, mấy con mỗi con cung quang nó thường thường là mình to đuôi nhỏ, đúng không nào? Nếu mà mình quấn nó bằng nhau thì nó không đúng lắm. Ok. Và bây giờ tôi quấn cái sợi dây kẽm dây đồng. Cái cuộn dây đồng tôi xài gần hết, bây giờ nó tung ra nó rối tùm lum, nhưng mà cũng ráng làm thay vật đi. Làm cái này thì nó rất là nhỏ, ai sáng mắt thì làm tốt, còn ai mà mắt mờ như tôi khoảng chừng từ dụng gần 60 rồi. Tháng hơn tháng nữa là 60 trên mắt cũng tương đối là mờ đó. Bắt đầu chúng ta quấn một hai vòng để khóa, để giữ chắc cái sợi dây kẽm nó lại, dây đồng nó lại. Tôi quấn đằng sau sợi dây kẽm chừng 2 lần và quấn trước chừng vài ba lần. Lúc này ta có thể cắt được cái sợi dây kẽm đi rồi. Cắt sợi dây kẽm đi thì lúc đó chúng ta quấn thêm 1-2 lần để cho nó chắc. Và bây giờ tới lúc tôi dùng cái loại thay vì chỉ quấn không thì có thể nó sợi dây dây chỉ này có thể nó hay bung ra, nên thường thường tôi cho một chút cái keo, cái này gọi là cái keo mà là cái đồ sơn móng tay của đàn bà, cái tháp cốt gì đó. Coi rõ cái tay này nó mất đi ở đây, cái tay này bình bình gì đó, bình 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 gì đó, đại khái như vậy. Cái độ tháp cốt khi mình dán vô cái sợi chỉ đó, sợi chỉ nó sẽ dính chắc hơn, nó không bị tuột ra. Rồi giờ tôi quấn nó lại. Đó, vậy kể như là xong một con mồi. Để đưa vào cho các bạn coi xem. Đấy, nhà tí mà nó giống như vậy. Nó có cái rằn giống như con ngựa rằn vậy, người ta gọi là con zebra. Và cái đầu, cái đầu cái beat này nè thì nó là hot pink, nhìn nó rất rất là hay. Tuy nó nhỏ như vậy nhưng mà trong nhiều năm qua thì tôi cũng bắt được những con cá rất là lớn, 5-7 kg, chục ký chẳng hạn, những con cá hồi. Mà cá hồi nó có đặc điểm rằng khi mà nó rời cái nơi cư ngụ nó để nó vào sinh sản, chẳng hạn như con suối, con sông để nó vô nó sinh sản chẳng hạn,
thì cái việc chính của nó là sinh sản hơn là ăn uống, cho nên gần như là nó ăn rất là ít. Và những con mồi ngược lại, những con mồi nhỏ bé tí xíu như này thì nó lại thích ăn. Và tôi có nhiều kết quả để bắt mấy con cá đó. Thì mình làm như vậy thì không hoàn toàn, hiện giờ tôi đã làm chỉ màu đen, nhưng mình có thể làm chỉ màu trắng, màu hồng, hoặc màu xám, màu xanh, màu nâu, tùy theo cái gì mình có, hoặc là làm mỗi thứ một chút khác màu với nhau. Để mà nếu chúng ta có cái kinh nghiệm về câu cá thì chắc còn lớn, chúng ta cũng biết tùy theo cái thời gian trong ngày, cái mặt trời nó chiếu chéo xuống của bình minh, hoặc là chiếu thẳng xuống của buổi trưa, hoặc là chiếu chéo ngược lại của buổi chiều chẳng hạn, thì cái quang tuyến, cái ánh sáng mặt trời nó chiếu xuống nước như vậy đó, thì cái màu sắc của nước nó sẽ thay đổi. Và nếu mà ta dùng màu để mà dùng mồi khác màu với nhau thì tùy theo sáng trưa chiều tối vậy đó, thì cái màu khác nhau nó sẽ kích thích cá đớp mồi tốt hơn là chúng ta chỉ làm một màu đen như vậy. Thì chúng ta làm vài cái đen, vài cái trắng, vài cái hồng hồng, và cái xám xám, cái xanh xanh, thì tùy theo giờ giấc của ban ngày, ban trưa, ban tối thì chúng ta dùng màu khác nhau. Và cũng nên thay đổi, đôi khi ngày này thì màu đen nó ăn, nhưng mà ngày sau thì nó ăn màu xám xám chẳng hạn, hoặc là ngày sau nữa nó ăn màu xanh xanh. Nó sẽ cách tốt nhất, thay vì chúng ta chỉ làm một màu thôi thì chúng ta có thể làm nhiều màu khác nhau và mang lại thành quả chắc chắn là tốt hơn. Tôi xin chào các bạn nhé.